Hello, xin chào mọi người. Xin mời mọi người cùng đi tham quan, trải nghiệm ở cái khu vực quảng trường mới đưa vào hoạt động ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Khu này là khu quảng trường của thành phố Sầm Sơn mới đưa vào khai thác sử dụng ở mùa hè năm 2023 nhé mọi người nhé. Đây là khu vực có tổ chức nhạc nước. Thì theo như lúc nãy tôi và mọi người hỏi thăm chỗ mấy anh làm bảo vệ ở đây thì là các anh nói là 9:45 là sẽ có nhạc nước nha mọi người, nên là các gia đình sẽ chơi ở đây chờ đến lúc có nhạc nước cho các cháu nó trải nghiệm đây nhé mọi người nhé. Xin mời mọi người tham quan khu quảng trường. Đây này, giang trước đây chụp vào. Giang trước đây chụp cái chữ này, dòng chữ này, Sầm Sơn này. Đi, đi, đi cả nhà này. Ba ấp đi, con chơi đi, con tung đi. Đây, khu này mới đưa vào khai thác sử dụng từ hôm 21 tháng 4. Là hôm khai trương Sầm Sơn. Ồ, cao nhờ, cao nhờ. À, hít em cũng làm được, xong. Hôm nay là trăng mười mấy nhỉ? 13 hay 14 nhỉ? Xung quanh đây là có các cái thảm hoa trang trí rất là đẹp. Nếu mà nhìn từ trên cao xuống thì các thảm hoa này rất là đẹp nha mọi người nhé. Bên kia là hoa cúc, đây hoa màu gà. Họ làm cách điệu và rất là mềm mại, các cái uốn lượn này không phải là hình tam giác chia từ vòng tròn không, mà là nó còn có độ lượn để tạo cái độ mềm mại. Ta sẽ đi sâu vào trong quảng trường một tí nhé mọi người nhé, để mọi người cùng khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp của quảng trường trung tâm thành phố Sầm Sơn. Trong đây là các cái bồn hoa phối cảnh. Đây này, đang ở cái
thì nó phải cho bố nó xem này, kiểu con dai nhử hoa Theo quan sát của tôi thì ở quảng trường rất là đông du khách từ các tỉnh và kể cả những người dân của thành phố Sầm Sơn, họ cũng ra đây giải trí đi chơi. Du khách thập phương về chơi dịp mùa du lịch Sầm Sơn năm 2023. Mẹ ơi, nhìn con bắn này! Nhìn con bắn này mẹ! Mẹ ơi! Thấy chưa? Thấy con bắn này mẹ! Phải dạy cho hết mà cứ úp bạn đi! Đây là khu vực nhạc nước. Chỗ này thì khi mà có nhạc nổi lên thì nước sẽ phun theo giai điệu của âm nhạc nhé mọi người nhé. Đây, hệ thống ánh sáng rất đẹp. Tí nữa tôi sẽ quay cho mọi người xem cái phần nhạc nước nhé mọi người nhé. Vòi sẽ phun nước này. Đây là bóng đèn. Thì tí nữa nó sẽ sáng đèn lên và nhạc nước sẽ nổi lên theo âm nhạc, rất là đẹp. Nha mọi người nha. Không biết là có thấy không, vì tôi đang quay camera này, tôi không quan sát được camera như thế nào. Ba có 1 điểm, 2 điểm này, 3 điểm đấy. Anh xem gì ăn mà con gì thì tốt. Đây các cái tháp điện. Theo quan sát thì giống như là các cái ngọn đuốc nha mọi người nhé. Không biết là tí nữa nó có phun lửa lên hay không, hay ánh sáng lên không thì chưa rõ. Tí nữa mọi người sẽ xem ở clip sau nhé. Clip này tôi sẽ đưa mọi người đi quanh quanh cái khu vực quảng trường này một chút. Quảng trường này rất là rộng. Nếu mà đi hết cả vòng thì chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian của mọi người. Nên tôi sẽ quay một số vị trí cơ bản thôi.
các cái cây này họ mới trồng, nhìn giống như các cái cây xấu ấy mọi người ạ. Cây xấu hay cây lát để đèn chiếu này, đèn chiếu này họ lắp đặt thế này để chống được nước nha mọi người nhé, nước sẽ không bị ngấm vào đâu nếu có mưa. Nhìn hơi giống cây lát. À, ở đây có một con cá heo họ kết lại với con cá voi này. Tôi sẽ đưa mọi người đi sâu vào trong quảng trường nhé. Đây là hình một chú cá voi. Rất là đẹp. Để xem chất liệu là như thế nào. À, cái này bằng nhựa công nghiệp thôi. À, cái này cây tươi ấy, mọi người ạ. Cái này nó giống như cái cây hoa 10 giờ nhưng không phải hoa 10 giờ. Cái này cây tươi nhé mọi người. Xem cái vầy đây là gì. Đấy, cây này cũng là cây tươi này. Thì tôi không bật đèn flash nên là nó tối. À, cái này thì cái cỏ nhân tạo thôi mọi người ạ. Nhưng mà ở đoạn trên này là cây tươi. Rồi. Vì tôi quay không bật đèn flash nên là nó ánh sáng yếu, mọi người thông cảm nhé. Để tôi xem lên trên đây nó có một cái biểu tượng nổi tiếng của Sầm Sơn, đó là hòn trống mái. Đây, nhìn đây là tôi đã thấy nó là mặt sau của hòn trống mái. Biểu tượng của thành phố biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. À, đây là mặt trước nha mọi người nhé. Mặt trước của hòn trống mái. Đây là một trong những mô hình mà thu nhỏ so với hình ảnh thực tế ở trên núi. Thì cái hòn trống mái này thì ở đây nó được mô phỏng theo cái tỷ lệ của hòn trống mái thật ở trên đỉnh núi, núi Trường Lệ. Đây là mặt trước mọi người nhé. Mô phỏng không khác gì một cái hòn trống mái thực thụ ở ngoài đời. Là tác phẩm nhân tạo. Rồi, tôi quay tạm thời như vậy thôi nhá. Hơn mười mấy phút rồi, hơn 15 phút. Nên gặp lại mọi người các clip sau nhé. Tí nữa tôi sẽ quay cái phần nhạc nước cho mọi người cùng xem nhé.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người các clip sau nhá. Đây là toàn cảnh khu vực quảng trường mới của thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mới đưa vào khai thác sử dụng vào dịp mà khai trương du lịch mùa du lịch Sầm Sơn năm 2023. Thì hôm đấy họ tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2023. Và xin chào mọi người.